chúng ta đang ngồi đây an lạc thanh tịnh như thế này mà mình có nghĩ đến những người công nhân, họ đang nhổ từng cây cỏ, đang cuốc từng miếng đất, là một ngày 8 giờ kiếm được 180.000. Có người đã đi ăn xin đầu đường xó chợ, khổ không? Nhìn những người đó để thấy phước của mình lớn. Được ngồi đây nghe giáo lý thâm sâu của Phật, phải biết trân trọng những gì mình có chứ không phải tự cao, là thấy phước báo của mình lớn rồi. Chỉ còn một hướng đi nữa là bảo hòa cái phước đó bằng cách tu tạo phước lành, siêng năng tu học giáo pháp, để cho đời đời kiếp kiếp đừng có sinh vào những nơi cùng khổ, bát nạn, biên địa, luôn gặp chánh pháp tinh tấn tu hành đến ngày thành Phật. Hiện nay ở châu Phi, nhất là ở vùng Bắc Phi, họ muốn lấy một chai nước 5 lít thôi, họ phải đi 3 km trên sa mạc hoang sơ mới tới một ao nước đồng, mà nước